các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất? Nó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia, không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia, cũng không phải là khoảng cách từ châu lục này đến châu lục kia, mà nó chính là khoảng cách của một vòng trái đất. Một vòng trái đất, đó cũng chính là khoảng cách ngắn nhất. Từ khi đó hai người đang ngồi cạnh bên nhau, nhưng không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Một vòng trái đất. Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ yêu, hứa yêu nhau đến muôn đời sau, hứa yêu nhau có chăng và sao. Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ xa, xa nhau không phải không hợp nhau, xa nhau vì bao nỗi lo. Một vòng trái đất, người ta thường nói có nghĩa là đi một vòng lớn, cuối cùng cũng gặp lại nhau. Chỉ đáng tiếc là khi gặp lại nhau, giữa hai người dường như có một khoảng cách rất lớn, đến nỗi không biết phải làm sao để lấp đầy khoảng cách đó. Một vòng trái đất, đến cuối cùng hai người đều có hai cuộc sống riêng, hai thế giới riêng, ngoài trong hai thế giới đó đều đã không còn là bóng của đối phương. Vậy thì theo các bạn, số phận đã đưa hai người đó đi.